Toang rồi. Mụn nội tiết không điều trị khỏi được anh ơi. Mụn nội tiết phải dùng isotretinoin đường uống thì mới khỏi được. Em nghe nói mụn nội tiết không thể điều trị được. Nó không vĩnh viễn được anh ạ. Tại sao thì bác sĩ ông mày lại làm cái video về mụn nội tiết mà mặc dù trên kênh đã có rất nhiều các video nói về mụn nội tiết rồi. Bởi vì điều số 1 đó là gần đây vẫn có rất nhiều bạn vẫn mông lung và không hiểu được vấn đề cốt lõi của mụn nội tiết. Các bạn cứ nghĩ rằng là mụn nội tiết là một cái thứ gì đó rất là khó khăn mà không điều trị khỏi được. Hoặc lý do số 2 đó là khi mà điều mụn nội tiết nó bùng phát lên và các phương pháp điều trị nó không thể kiểm soát tốt được mụn nội tiết, làm cho mọi người lo lắng, lo nghĩ và không điều trị khỏi được. Bạn có thể điều trị khỏi được hay không thì liên quan rất nhiều đến cái tư duy và chính cái suy nghĩ của bạn. Nếu mình mà không tự tin vào chính mình thì chả có giờ mình tự tin được nữa. Đó lý do khi bị bất kỳ vấn đề gì đó, các cụ cũng có câu là có bệnh thì vái tứ phương. Nhưng bây giờ thì các bạn thường là có bệnh thì vái Google. Và các bạn vái Google thì cái chất lượng, cái hiệu quả nó cũng sẽ như Google thôi. Tuy nhiên trên Google có rất nhiều cái thông tin hữu ích cho các bạn, nhưng cũng có những cái thông tin mà nó không quá hữu ích, thì mình cần biết sàng lọc và lựa chọn. Nhưng điều quan trọng nhất đó là luôn luôn tự tin, hy vọng vào một cái tương lai tốt đẹp hơn cho làn da của bạn. Vì tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn, nhưng tốt cả gỗ cả sơn thì nó là cái điều tốt nhất. Okay. Cái điều đầu tiên các bạn khi mà về mụn nội tiết thì cần hiểu dấu hiệu nhận biết là gì. Có rất nhiều video bác sĩ Yếu chia sẻ rồi, các bạn có thể xem ở link mô tả bên trên để biết là các dấu hiệu nhận biết chính xác mụn nội tiết bằng dấu hiệu lâm sàng như nào. Và video này chỉ review rất là ngắn gọn lại cái lý do thường gặp. Điều số 1 đó là lý do về hình thể, là lông mày đó. Các cụ vẫn có câu là lông mày là liên quan về tướng số, thì lông mày ở người phụ nữ mà có lông mày rậm và dày lông như ở nam thì có nghĩa là các hormone testosterone hay hormone androgen đang bị cường hóa. Như vậy dấu hiệu đầu tiên nhận biết là lông mày. Thứ hai đó là lông body, lông thân mình. Và thứ ba là liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Cái này có trong video rồi, các bạn có thể click vào link mô tả để xem. Nhưng video này sẽ nói kỹ hơn cho các bạn này về cái androgen. Vẫn có nhiều bạn lầm tưởng. Vậy thì androgen nó là gì? Androgen là một cái hormone và kích thích cái tuyến nội tiết của cơ thể mình. Và khi androgen được cường hóa, tức là nó được hoạt động mạnh hơn, thì nó sẽ kích thích sản xuất ra hai cái hormone quan trọng nhất của nam. Số 1 là hormone testosterone, thứ hai là hormone DHT. DHT là gì? DHT là dihydroxytestosterone. Nó là một dạng chuyển hóa của hormone testosterone, nhưng cái hiệu lực và công lực nó gấp từ 5 đến 10 lần. Chính vì công lực nó cao hơn nên khi cường hóa, cái androgen sẽ làm tình trạng mụn nội tiết mạnh hơn và nó nặng hơn, rất là trầm trọng. Chính vì thế những bạn có dấu hiệu giống như nam giới thì cái mụn nội tiết nó cực kỳ nặng. Khi biết nguyên nhân rồi, chúng ta sẽ cần tìm hiểu là vậy thì làm thế nào để nhận biết được cái dấu hiệu đấy trên những cái thiết bị đo lường. Bị cúm thì có bộ test này, HIV có bộ test, thế thì mụn nội tiết có bộ test là gì? Liệu rằng có thể chọn các phương pháp giải pháp xét nghiệm để biết được là mình có rối loạn nội tiết thực sự hay không trong mụn trứng cá trong nội tiết, thì có những cái chỉ số như sau. Số 1 đó là xét nghiệm hormone testosterone. Điều này có xét nghiệm được không thì câu trả lời đó là trong cái bằng chứng nghiên cứu khoa học, người ta chỉ ra rằng hormone androgen vẫn bình thường trong trường hợp mụn nội tiết. Vậy thì xét nghiệm không có ý nghĩa đúng không? Mà nó chỉ khác nhau ở chỗ là androgen, cái hormone này nó cường hoạt động hơn, tức là nồng độ không đổi nhưng mà cái sức mạnh và khả năng hoạt động nó được cao hơn. Chính cái điều này mới làm cho mụn nội tiết nó trầm trọng và bạn nghĩ rằng nó khó điều trị, nhưng thực tế có phải không? Hãy cố gắng xem đến cuối video clip này. Và phần cuối sẽ hướng dẫn cho các bạn về các phương pháp điều trị được cho là hiệu quả nhất hiện nay bằng con đường điều trị nội tiết. Và bạn đừng quá lo lắng nhé, phần kết thúc của video này lại có tiếp cho bạn là vậy thì những cái kỳ vọng, cái mong đợi bằng cái phương pháp điều trị nội tiết có thực sự là nó quan trọng không, hay chỉ cần những cái nguyên tắc cơ bản và đơn giản trong trị mụn là đã khỏi rồi. Cố gắng xem video clip này và đừng quên là sắp thì bác sĩ Hiếu. Trước khi sang phần để điều trị của mụn nội tiết thì các bạn cần phải đả thông được tư tưởng của mình, đó là những cái lầm tưởng thường gặp khi điều trị mụn nội tiết. Lầm tưởng số 1 đó là mụn nội tiết không thể điều trị khỏi được. Vậy thì mụn nội tiết nó cũng giống như các mụn trứng cá loại khác mà thôi, nó cũng do các nguyên nhân và cái dấu hiệu nội tiết hoặc cường hormone testosterone, cường hormone androgen, rối loạn estrogen hay là progesterone nó cũng chỉ là các nguyên nhân làm cho cái tình trạng tăng tiết bã nhiều hơn, làm cho cái dấu hiệu bít tắc được nhiều hơn. Tức là các nguyên nhân này chăng nữa thì nó cũng chỉ đánh vào một cơ chế trong 4 nguyên nhân chính của mụn trứng cá, đó là nguyên nhân tăng tiết dầu. Tức là khi rối loạn hormone thì tuyến bã mình hoạt động nhiều hơn. Vậy nếu như giải quyết được cốt lõi của nguyên nhân bít tắc thì cường hormone nó còn quan trọng nữa không? Đúng không nhỉ? Chính vì thế khi mà bạn đau đầu do lắng mụn nội tiết thì lời khuyên các bạn là cần relax này, dùng các phương pháp đúng như cái chuẩn khoa học nó đã điều trị hiệu quả rồi. Lầm tưởng số 2 đó là tỷ lệ tái phát sau trị mụn
Thì trong các bằng chứng nghiên cứu khoa học đã chỉ dẫn là rõ, nếu như có dùng các phương pháp điều trị hormonal trong cái therapy acne thì nó vẫn có tỷ lệ tái phát rất là cao. Và hiện nay thì hầu như thế giới đã không còn dùng quá nhiều trong phương pháp điều trị hormonal tiết nữa. Những trường hợp kháng trị, những trường hợp mà đáp ứng chậm thì mới dùng đến các phương pháp nội tiết. Tuy nhiên thì hôm nay bác sĩ Yêu vẫn sẽ review cho bạn. Thế vậy thì những cái phương pháp điều trị mụn nội tiết nào đường uống và đường toàn thân được dùng hiện nay? Phương pháp điều trị số 1 đó chính là thuốc tránh thai 28 ngày. Bạn đừng lầm tưởng thuốc khẩn cấp nhá. Thuốc khẩn cấp sẽ giúp cho bạn là không có bầu thôi. Còn thuốc tránh thai 28 ngày sẽ giúp cho mình có một chu kỳ kinh giả chuẩn với sinh lý, và nó còn giúp điều trị mụn nữa. Vậy thì tại sao người ta lại dùng thuốc tránh thai 28 ngày trong điều trị mụn? Lý do số 1 đó là khi mà dùng cái thuốc tránh thai 28 ngày, nó sẽ giúp cho cái kinh nguyệt tạo ra một cái vòng kinh giả đúng như thuốc, tức là 28 ngày chuẩn đúng một chu kỳ sinh lý bình thường, và hết 4 ngày kinh là nó sẽ lại một cái tái tạo vòng chu kỳ mới. Vậy thì những cái khi mà dùng thuốc tránh thai này thì nó sẽ giúp cho cái hormone progesterone này, hay là cái estrogen và cái testosterone nó được bình thường hóa từ một người phụ nữ bình thường. Chính vì thế đây là lựa chọn đầu bảng, cũng là đầu tay trong việc điều trị mụn nội tiết. Và cách sử dụng như nào thì đợi phần cuối video sẽ có review hướng dẫn chi tiết. Rồi, phương pháp số 2 đó là dùng cái spironolactone. Spironolactone là gì, nghe rất là hơi academic nhất. Như vậy các bạn mới xem video này mà chưa tìm hiểu với bác sĩ Hiếu ấy, thì hãy cố gắng xem đến cuối video này, không vấn đề cả. Vì cái spironolactone là một cái nó khá là khó, mà chỉ những bạn có thể chủ spa này hoặc là các bác sĩ thì sẽ hiểu hơn về spironolactone. Thì spironolactone là một dạng thuốc ức chế beta giao cảm, được dùng chủ yếu trong điều trị tăng huyết áp. Tuy nhiên thì khi mà ức chế cái hormone giao cảm thì nó cũng làm ức chế luôn hormone androgen, và từ đó sẽ giúp điều trị mụn trong việc cường tăng hoạt động của hormone androgen. Nếu như các bạn có vấn đề liên quan đến bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về giảm vận động trương lực cơ thì mình không nên dùng cái spironolactone trong điều trị. Và đặc tính của nó đây là một loại thuốc kê đơn thì bạn cũng nên là tham khảo bác sĩ của mình, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chứ không nên là dùng tự ý sử dụng và tự ý mua. Và cái video này cũng không giúp cho các bạn là tự mua nhé. Hãy nếu tự mua thì có thể mua cái vỉ 28 ngày thì sẽ ủng hộ, nhưng không nên tự ý sử dụng. Điều số 3 đó là các phương pháp về liên quan đến corticoid. Nghe rất là nghịch lý đúng không? Các bạn thường là sợ corticoid trong trị mụn, nhưng hôm video ngày hôm nay lại hướng dẫn chia sẻ với bạn là dùng corticoid trong trị mụn. Nhưng thực tế là những cái trường hợp mụn viêm, những trường hợp mụn liên quan đến cường cái hormone của tuyến vú thận thì corticoid lại giúp điều trị mụn. Nhưng đây là đường uống, không phải đường bôi nhé. Bạn nhớ này, đường bôi nó sẽ làm nặng mụn hơn. Đường uống sẽ giúp điều trị trong trường hợp cấp tính, ví dụ là mụn bọc, mụn mủ trong đoạn cấp tính bùng phát của ISO, người ta vẫn dùng corticoid. Trường hợp số 2 đó liên quan đến rối loạn hormone tuyến vú thận, vẫn phải dùng corticoid trong trị mụn. Nên đừng có lo sợ khi mà được kê corticoid. Và rất nhiều bạn hiện nay là khám ở bệnh viện trung ương, được rất nhiều các bác sĩ hay là rất nhiều các giáo sư kê, nhưng mà bạn vẫn cứ hỏi mình, thầy hiểu sao lại hỏi, họ đầu ngành mà bạn phải tin tưởng họ chứ. Bởi vì bác sĩ ở viện da liễu người ta không có thời gian tư vấn, cũng như là không có chăm sóc thôi. Còn bản thân mình thì mình đang làm từ tư nhân thì sẽ có nhiều thời gian và tư vấn hướng dẫn cho các bạn, nên những cái phương pháp điều trị nó mới hiệu quả và dành nhiều thời gian hơn. Rồi, số 3 đó chính là Flutadine. Nghe rất là mới đúng không nhỉ? Thì chỉ có những bạn bác sĩ mới hiểu cái vấn đề này thôi. Thì cơ chế của nó cũng là ức chế liên quan đến ức chế các tuyến nội tiết, và nó sẽ giúp ức chế sản xuất ra hormone là 5-alpha-reductase. Thì chính cái ức chế sản xuất này thì nó sẽ bình thường hóa lại cái tuyến nội tiết, nhưng có một nhược điểm đó là tác dụng phụ nó là gây xơ gan. Đây là những cái bạn có bệnh lý về xơ gan này, các bạn nam nhé, bạn đặc biệt nam uống rượu nhiều cũng không nên là dùng cái thuốc này, và tác dụng phụ rất là nhiều. Đó. Thì đây là bốn các loại thuốc chúng ta thường dùng. Ok, vậy tổng kết ngày hôm nay sẽ có bốn cái loại thuốc mà thường được dùng trong trị mụn trứng cá nội tiết. Và phần cuối video thì bác sĩ Hiếu lại sẽ review chia sẻ với bạn chi tiết về cái thuốc tránh thai 28 ngày. Thì đây có lẽ là một trong cái phương pháp mà bạn có thể sử dụng không cần kê toa, vì có thể bán và mua được trực tiếp ở các nhà thuốc, và đây là phương pháp được cho là an toàn nhất đối với những bạn mà điều kiện kinh tế còn khó khăn, cũng như là không có điều kiện về đầu tư các phương pháp điều trị sản phẩm thì bạn có thể dùng. Và phần tổng kết này sẽ chia sẻ với bạn giải pháp nào cho những bạn có mụn trứng cá liên quan đến rối loạn nội tiết. Thì có những điều chính như sau. Điều số 1, bạn đừng lo lắng quá về nội tiết, vì các nguyên nhân mụn trứng cá do nội tiết cũng chỉ làm tăng tiết mã mà thôi. Hãy giải quyết nguyên nhân giảm tiết dầu tại chỗ và giảm bế tắc thì nó vẫn điều trị hiệu quả. Điều số 2, đã điều trị thì hãy tin tưởng, bởi vì không con đường nào nhanh cả, chỉ con đường đi đến đích cuối cùng mà thôi. Điều số 3, đừng bi quan mà lo lắng, bởi vì con đường nào cũng sẽ có cái giải pháp cho các bạn, chỉ cần bạn tin tưởng thì nó sẽ đến được đích thôi. Điều số 4, đã điều trị thì phải tuân thủ
nếu không tuân thủ thì bạn đừng điều trị và tốn kém. Điều số 5, hãy xác định rõ về mức độ kinh phí của mình đầu tư cho việc điều trị mụn, bởi vì không có giải pháp nào đơn giản rẻ tiền mà có hiệu quả được, chỉ có những giải pháp đúng với cái khả năng chi trả của bạn. Vì nếu như các bạn chỉ đòi hỏi có một phương án 300-400 nghìn đồng mà điều trị mụn được thì có lẽ là các nhà sản xuất mỹ phẩm người ta cũng chết đói rồi, bởi vì tiền nào của đấy thôi ạ. Nên là sản phẩm, có những sản phẩm thực sự tốt, giá hợp lý, nhưng có những sản phẩm mà cần bổ trợ nó. Và bây giờ thì bác sĩ Hiếu sẽ review chia sẻ các bạn cái trực tiếp cái vỉ thuốc 28 ngày được thiết kế như thế nào. Thì đầu tiên nó là cái vỏ hộp này, cái hộp trên thị trường có rất nhiều cái brand name thì bạn có thể mua tự do thị trường nhé, cần ra hiệu thuốc và đề nghị là em muốn mua một cái vỉ thuốc thành thai 28 ngày. Nhưng nhớ các bạn mà dưới 18 tuổi thì không nên tự mua, hãy hỏi ý kiến gia đình nhé. Vì khi bố mẹ thấy con mình mà mua thuốc thành thai về hãy hỏi là mày dạo này sao uống thuốc thành thai. Và thực tế là có rất nhiều bạn rất là ngại và xấu hổ khi phát hiện bị, hoặc là bị bạn bè hay bố mẹ phát hiện ra mình mua thuốc thành thai khi mà điều trị. Thế thì đừng có quá lo lắng, bởi vì là thuốc thành thai thì quan trọng là dùng mục đích nào thôi, mục đích sử dụng, chứ không quan trọng việc là mình chọn loại nào. Vẫn là thuốc thành thai nhưng loại có dụng trị mụn, nó khác việc là các bạn để tránh thai cho việc bầu bí rất là rõ, phải đả thông được cái tư tưởng rồi. Thì đây là một cái loại vỉ thuốc tránh thai thôi, mình không chia sẻ hãng đâu vì là mình không quảng cáo bất kỳ hãng nào cả, không các bạn mua xong lại đổ ta là anh nhiều anh bảo thế không hỏi, không phải nhá. Rồi bắt đầu mở ra thì cái dạng vỉ thuốc 28 ngày nó cũng chung giống các dạng khác, đó là nó sẽ được thiết kế dưới dạng là một vỉ 28 viên mà có 21 viên màu hồng, có thể màu khác nhưng thường là màu hồng, và có 7 viên màu trắng. Đó, thì 21 viên màu hồng và 7 viên màu trắng, và hướng dẫn được sử dụng như sau này. Tại sao người ta lại làm 28 viên thành cột 4 cột như này? Bởi vì là mỗi một viên tương ứng một ngày. Vậy khi bạn bắt đầu uống ngày số 1, ngày số 2 thì nó sẽ lần lượt theo từng ngày một theo tuần, thì nó sẽ không bị nhầm lẫn. Và thứ hai nữa là cách sử dụng nó rất đơn giản, bạn chỉ cần uống ngày một viên thôi. Và thứ hai là khi mà nếu điều xảy ra là nếu như hôm nay mình quên thuốc thì hôm sau uống bù hay không, thì nếu hôm nay quên thuốc thì hãy uống bù lại sớm nhất, chứ nếu mà bỏ qua viên đấy nó chả có hiệu quả nữa, vì 28 ngày uống có 27 ngày thì có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Nên là hãy uống đúng và đủ sau cái liều sử dụng. Trên đây là những cái chia sẻ cũng rất là tâm huyết của bác sĩ Hiếu về cái điều trị mụn nội tiết, và hy vọng các bạn đã trang bị cho mình rất nhiều kiến thức và có thể tự điều trị cho mình nếu như mình chưa có nhiều điều kiện đến các cơ sở y tế bằng viên thuốc 28 ngày đơn giản như thế này. Và nếu như bạn thực sự nghiêm túc trong việc điều trị mụn và đã đả thông một tư tưởng của mình và biết rằng là mình có thể hoàn toàn điều trị được khỏi mụn nội tiết, hãy inbox Hiếu thì mình sẽ dành thời gian để tư vấn và chia sẻ cho các bạn cái cách điều trị. Và hãy nhớ là khi đặt câu hỏi bạn hãy gửi luôn là thứ nhất đó là bị tình trạng bị mụn bao lâu rồi, thứ hai phát đồ đã điều trị, và số ba là cái kỳ vọng, những là cái mong đợi, và không gửi các câu hỏi dưới dạng là em điều trị được không, em dùng cái này được không, vì đây là những câu hỏi có trong Google, YouTube rất nhiều video bác sĩ Hiếu chia sẻ rồi. Và thực sự với lượng tin nhắn nhiều hiện nay thì mình không có thời gian mà hỏi những cái bạn mà hỏi bâng quơ như thế, đã hỏi và hỏi rõ ràng. Ok, và bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.